Đây là đồ đạc của anh em chuẩn bị để đi chuyện đi picnic, nam phụ đi ngắm hoa anh đào đây các bạn ơi. Đây tí đây. Anh em đã đồ đạc anh em đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Rồi giờ sáng mai đã dậy đã chuẩn bị những công đoạn cuối cùng và chuẩn bị cho hộp để lên đường. Đây chào kiểu bác Tuyền, đây là bác Kimura, đây bác Kuchira wa Kimura sama desu. Kasan o manager desu. Đấy, thì hôm nay bác dẫn anh em đi ngắm hoa anh đào. Thì anh em đang đã tập kết hết lên xe rồi. Đây là các các tinh tú của Hokuriku đây rồi. Đấy. Đây chào bà con, chào cho kiểu bác Tuyền bác Tiết kia thì anh em chào đi. Đây đến mùa lúa đây, dọn đất đầu bừa đây rồi đấy. Sắp cấy vụ mới đây. ですか。 Đấy, trong mắt là rất là nhiều cái sakura này các bạn ạ. Đây là một khu rất là đẹp, nhiều người hôm nay xe đến đây để đi ngắm hoa. Cái chỗ để xe thì bây giờ đang còn là không có, nên là đang còn châm cứu xem để xe đâu. Nhiều ô tô quá, hôm nay rất là nhiều khách đến đây. Đấy rồi, bây giờ chúng tôi đã đi xuống cái chỗ này thì nó rất là nhiều hoa anh đào. Bên kia thì chắc là không được, phải chỗ trẻ con chơi sao. Ừ. Đây, chỗ này có vẻ mát. Ngắm lít nhỉ. Đây, chỗ góc kia được nhỉ. Đồ đến là vừa. Trời thì đất nắng rất là to nhưng mà lại rất là rét các bạn ạ. Chỗ này cũng ít hơi không được nhiều hoa lắm. Đây là anh em đang còn dừng trại các bạn ạ, dừng trại để tí nữa anh em ngồi trong này nướng đồ ăn. Cái bạt này nó có mùi như kiểu mùi mèo đãi nên anh em đang hơi ghê chút. Mình thì tranh thủ quay video, còn anh em thì đang tác nghiệp. Cái này là tháo ra hay để nguyên này? Rồi.
cam này đúng rồi. Rồi cho nó chạy than lại được không? Cho đấy. Chạy vỉ này không nướng được đúng không? Ừ, vì này vỉ cho thịt lên bẩn vãi ra ấy, nó phải sạch như cái vỉ ở nhà. Mẹ nhanh lên, mẹ giữ than đi không biết cho nó nướng cho nó chạy một vài cục than nào đừng có đảo. Đổ vào tiếp đi, được ơi. Đức quạt đi. Bằng. Đây anh em đang chuẩn bị những cái dụng cụ bếp núc để chuẩn bị nướng thịt đấy các bạn ơi. Đây vì là xăng nên nó rất là nguy hiểm. Bỏ vào một cái lấy một cái túi ni lông xong rồi bỏ riêng vào. À đây đây đã gọi rồi bà. Nó che đầu là rất là nhiều. Trên đầu là có rất nhiều hoa anh đào các bạn đấy. Trời thì nắng nhưng mà gió rét lắm. Anh em mặc ôm hết, đứng ngoài nắng thì vẫn mặc ôm hết. À, nắng chơi cho nó mát, chứ ở trong nhà thì rét. Đây sau thôi thì học kỳ sự hướng dẫn của bác Kimura thì anh em đã đốt cái lò than đã gần chạy rồi các bạn ạ. Không biết là có tắt không, nhưng hy vọng là nó không tắt. Đây bên này thì anh Dũng anh vẫn đang còn hì hục với cái lò ga này, nó bị rò khí nên là rò ga nên anh ấy đang còn lần mần nãy giờ mà, nhưng mà rất tiếc thì chưa được. Hai đầu kia có mấy cây hoa anh đào rất là đẹp và cũng có rất là nhiều gia đình trẻ con đang chơi đầu kia. Cái này uống vào một hớp ngát đi vẽ luôn. Chuyên gia thám hồn. Đấy, thấy nó này đồ đạc mùi thì rất là nhiều. Tắt con nữa. Cứ cho nó chạy từ từ thôi. Thì có nhận nhiều quá đâu, thịt tắt luôn chứ. Tắt con nữa mà, chỉ sợ tôm giấy thôi. Hôm nay trời thời tiết đẹp nên là quay video đó rất là đẹp. Hôm nay hoa anh đào thì nở rất là nhiều. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, một cái dãy cây này là cây nào hết. Đấy. Đầu kia nữa. Lấy chặt. Đúng rồi, đúng rồi. Đây đây trên cái túi đỏ đi đây. Đợi Nguyên thôi, đợi Nguyên. Đấy, anh em đang chuẩn bị các cái công đoạn để chuẩn bị đến giờ khai tiệc rồi. Đấy, anh em đang nướng thịt rất là tưng bừng, trời nắng rất là đẹp và anh em cũng đang tác nghiệp rất sung. Đấy các bạn nhìn nào, đồ đạc thì nó chúng tôi có hai cái bạt đấy, một tấm này đấy, tí nữa sẽ ngồi trong này mà ăn. Và đây là có một cái lều chúng tôi đã dựng ngay đây luôn rồi đấy, có thể vào đây ngồi thì sẽ mát hơn. Nhưng mà cái bạt này lâu ngày nó không dùng nên là cái mùi nó hơi bị khó chịu chút, nên anh em đã tạm thời ngồi dưới gốc cây này cho nó mát đấy. Đấy, anh em đang còn đứng thịt rất là nhiều, anh em qua chuẩn bị rất là nhiều đồ đạc đấy. Thì sáng nay mình đã quay cho các bạn đây rồi. Đói bụng quá các bạn, anh em đi từ 9 giờ sáng bây giờ là 11 giờ rồi. Hơn 11 rưỡi rồi mà vẫn chưa có đồ mà ăn. Mày quá anh em ơi. Đây thôi.
quay khẽ nó tập được ở ngoài. Trong thì chín rồi. Dạ. Anh em đông thế nào? サクラを見ながら飲んだり食べたりするんだけど、あの日本の言葉で花より団子って言葉だ。ああ、花より団子。はい。どこ本当です。いや、いや、いや。 Giờ này là cơm cháo say sưa rồi các bạn ơi, nhậu nhạt say sưa rồi. Giờ anh em đang thu dọn cái bãi chiến trường đây, đang còn ra để rửa cái bếp nướng than đấy, để tí nữa sẽ thu dọn. Sau khi ăn uống no say thì bây giờ mới đến giờ ngắm hoa các bạn ạ. Các anh em đang còn ngồi đến, đang còn cưỡi thú đấy. Đấy, anh em đang chụp, anh em đang chụp ảnh đây này. Chụp cho anh bước ra, chụp cho anh bước ra. Đấy, anh em đang còn tranh thủ chụp ảnh hoa anh đào. Đấy, có rất nhiều gia đình có cho trẻ con đi xuống đây để đi chơi vào dịp này. Đấy, cuối tuần hoa nở nhiều rất là đẹp. Nhà nào cũng đưa con nít đến đây chơi à? Đông lắm. Đây là hậu trường của những cái bức ảnh đẹp và anh em đang còn tác nghiệp các bạn ạ. Để có những cái bức ảnh đẹp cho anh em phải đây tạo dáng như này đấy, nhưng rất là cool cool đấy. Đấy. Đây anh em đang còn tạo dáng và có để lấy những cái bức ảnh đẹp để tí về để làm những cái status liên quan đến đi ngắm hoa anh đào hôm nay. Đây sau khi ăn uống no say ngắm hoa tạ tơi rồi anh em sẽ đi một điểm khác. Sẽ đi đến một cái chỗ khác để ngắm hoa kha tiếp. Bây giờ anh em sẽ đi ra chỗ cái bờ sông, chỗ đấy có rất nhiều hoa anh đào. Rồi anh em mình đã đến cái bờ sông rồi các bạn ơi. Đây là cái gần bệnh viện này, có bên trực thăng vừa nó đi vừa đi. Đấy. Trực thăng nó vừa từ bệnh viện đi lên. Hoa mút chỉ luôn, đấy có nghìn cây. Đây hoa rất nhiều bạn, có hàng nghìn cây hoa anh đào đây. Nó rất nhiều người đây cuối tuần. Đây, chỗ này hoa nó nở hết rồi.
tôi dạo này trời nắng to nên là hoa nở rất nhanh. Nhiều. Nhiều mà. Hoa đẹp quá. Cái kia là anh em giờ đi từ sáng giờ hơi mệt rồi các bạn. Ngắm hoa này, hoa này đẹp thật chứ mà giờ cũng mệt rồi. Chắc là anh em sẽ bố trí về giờ 3 giờ anh em đi lúc 9 giờ chưa. Bác chở đi lòng vòng từ lúc nãy giờ. Mà sau nó có một cái bức tượng ở đây là lại có cái bức tượng lại đang chỉ là phía hướng về sông, về phía thành phố. Anh em ta đi về đi. Anh em sẽ đang tiến hành đá để đi về, về cho mà ngủ nghỉ. Chiều nay đi hơi mệt.